Hello mọi người, mình là Trâm Mai và chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube Girl With Mai cũng như là series tâm sự cùng cựu thủ khoa Đại học Ngoại thương. Thì trong video clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lại những cái nốt mình đã dùng để học từ vựng qua các quá trình ha. Thì để mà nói một cách ngắn gọn ấy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái nốt mình học từ vựng trong ba quá trình chính. Đầu tiên là quá trình luyện thi, các kiểu thi đại học nè, thi TOEFL, IBT, rồi là đến cái quá trình mà khi mà mình học đại học ở Nhật đi thì mình có đăng ký một số khóa học bằng tiếng Anh nên là mình phải cố gắng học được cái tiếng Anh học thuật cũng như là tiếng Anh business ha. Rồi đến quá trình thứ ba, đến là cái đó là cái quá trình mình không phải thi thố cái gì nữa, nhưng mà mình hàng ngày mình vẫn cố gắng là để bồi đắp, làm giàu thêm cái vốn từ vựng tiếng Anh của mình, nên là mình không ngừng học từ vựng mỗi ngày ha, trau dồi cái từ mới. Nên là mình sẽ chia sẻ những cái nốt và cái tài liệu mình học, mình dùng để học trong những cái quá trình đó. Ok, và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh của mình ý, thì mình là Trương Mai và mình là một trong những cựu thủ khoa Đại học Ngoại thương, và mình muốn dùng cái series này, thông qua cái series này để chia sẻ những cái kinh nghiệm học tập mà mình đã tích lũy được, đã giúp cho mình đạt những cái thành công như là đậu đại học với kết quả tốt nè, rồi là đạt học bổng đi du học. Thì mình mong là thông qua cái series này thì mình sẽ giúp được cho các bạn học sinh, sinh viên có thể đạt được những cái thành công cũng như là cái cách học tập hiệu quả ha. Và nếu như các bạn cũng đang quan tâm đến chủ đề của video clip ngày hôm nay thì nhớ theo dõi hết video clip này nha. Thì đầu tiên ấy là cái giai đoạn khi mà mình học thi thì mình cảm thấy là trong cuộc đời mình, nói về tiếng Anh này có hai kỳ thi lớn đó. Đầu tiên đó là kỳ thi đại học và sau đó là kỳ thi TOEFL, IBT. Thì mình đã học từ vựng rất là nghiêm túc, viết nó ra rồi là làm bài tập đàng hoàng, cố gắng nhớ nó một cách nghiêm túc ha. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái nốt học từ vựng của mình nó như thế nào nha. Ok, chúng ta xem thôi. Ladies and gentlemen, thưa quý ông và quý bà, đây chính là cái cuốn cũ âm chân kinh học tiếng Anh của mình mà mình đã dày công mang nó từ Việt Nam sang. Nói chung là cái thời mình học thi thì, nói chung là tài liệu học thi của mình đa số là nằm trong cái cuốn này. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu mấy cái nốt từ vựng cho các bạn xem nha. Các bạn thấy là nó cũng khá là nhuốm màu thời gian rồi. Bài luyện viết của mình để luyện thi TOEFL IBT, nhưng mà hôm nay mình sẽ không đụng đến chủ đề này. Ôi, lâu lâu có tiếng Nhật nữa. Cái này cũng là bài luyện viết. Ok, bài luyện viết luôn. Đây chính là tài liệu tiếng Anh. Thì cái phần đây là cái phần tài liệu tiếng Anh để mà học luyện thi đại học nhớ. Tiếp đến đây là cái list từ vựng tiếng Anh mà mình đã viết tay ra trên giấy để mà lúc mà mình luyện thi TOEFL IBT. Ok, tí nữa mình sẽ giải thích từng tí một. Và đây là cái nốt học grammar là văn phạm. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xem từ cái nốt học từ vựng trong quá trình luyện thi đại học của mình, đó chính là cái sắp này. Bây giờ mình lấy ra cho các bạn xem nha. Rồi thì bây giờ để mình chỉ cho các bạn cái đặc điểm của cái tập từ vựng luyện thi này. Đầu tiên ý là các bạn sẽ thấy là nó có unit, đây là tập từ vựng được cô Liên là giáo viên của mình, là giáo viên lúc mà mình đi học thêm tiếng Anh. Thì ngày xưa cô dạy tiếng Anh ở trường Lê Hồng Phong, một trường chuyên trong thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì đây là tài liệu của cô Liên soạn cho mình, thì mình chỉ việc đến lớp là mình được cô phát cho, nên là mình cảm thấy rất là cảm kích ha, rất là biết ơn cô. Ok, thì bây giờ các bạn để ý là đầu tiên ấy, đặc điểm của cái tập tài liệu này là cô sẽ soạn theo unit đúng không? Ví dụ như là mình học thêm cô từ năm lớp 10 thì cô sẽ dựa theo cái giáo trình của sách giáo khoa và sau đó cô soạn ra các từ vựng của các unit và cô đào sâu hơn. Thì các bạn sẽ thấy là sẽ có từ unit 1, 2, 3, 4, 5, cho thường thường là mỗi một năm học thì sẽ có khoảng 13 unit ha. Đại loại vậy. Rồi bây giờ thì cô sẽ phát cho mình một cái list từ vựng như thế này. Và các bạn có thể để ý là khi mà cô soạn từ vựng ấy, thì ví dụ trong sách giáo khoa đi, có thể người ta chỉ cho các bạn là cái từ oppose thôi, nhưng mà cô sẽ soạn cho mình là oppose thì nó sẽ đi với cái gì đúng không? Oppose là một dạng động từ và nó sẽ đi với gerund đằng sau, nó sẽ là cái dạng verb in là động từ thêm ing nhớ. Thì là oppose doing something đúng không? Và sau đó là cô sẽ soạn cho mình cái từ loại, từ loại tức là cái word family hoặc là family word của nó ha. Thì các bạn thấy là cô sẽ soạn cho mình một cái từ loại là ví dụ như là cái oppose nó là động từ, là chống đối, thì nó có thể dùng dưới dạng tính từ là be opposed to something, tức là chống đối cái gì đó, hoặc là người chống đối, dạng danh từ của nó sẽ là opponent, và cái sự chống đối sẽ là opposition, rồi là cái tính từ của nó, adjective của nó sẽ là opposing, là mang tính chống đối ha. Thì các bạn thấy là mình muốn lưu ý là khi các bạn học ấy, thì nếu như các bạn có một list từ vựng, các bạn nên tra những cái từ
Family Word của nó. Ok, và một cái điều quan trọng thứ hai ấy là các bạn thấy khi mà mình học ấy, từ vựng ấy, cô mình sẽ soạn cho mình theo cái collocation ha. Cái collocation là ví dụ như là các bạn học cả cụm, là khi mà các bạn học là to be concerned about ấy, lo lắng về một cái điều gì đó đúng không? To be concerned là lo lắng về một cái gì đó, nhưng mà sẽ học theo một cụm mới là to be concerned about something hoặc là to be concerned with something, quan tâm, hứng thú cái gì đó. Rồi, tiếp đến là cái từ art ở dưới cũng vậy, cũng là học theo family word. Ok, à và còn một đặc điểm nữa là cô mình cũng hay soạn những cái cụm từ nó giống nhau, bởi vì là trong cái bài thi đại học thì nó hay ra cái viết, tức là cùng cái nghĩa đó thì sẽ chọn được từ nào mà. Thì ví dụ như cái từ amaze là làm cho ai đó bất ngờ đúng không? Thì các bạn có thể dùng, các bạn cũng có thể dùng cái cách diễn đạt khác là take somebody by surprise chẳng hạn. Ok, hoặc là surprise somebody. Rồi, ok, và có một cái điều khi mà mình học mình rất là thích highlight những cái preposition như thế này, bởi vì mình cảm thấy là mình dễ quên, và mình thấy là trong bài thi nó hay ra nên là mình rất là thích highlight. Ví dụ như là cái tính từ characteristic này thì nó sẽ đi với lại preposition, cái giới từ of, characteristic of somebody, đó là cái điều đặc trưng của ai đó ha. Nên các bạn thấy là mình highlight rất là nhiều cái preposition of nè, hoặc là entertain somebody. Thì đại loại là sau khi mà mình học từ vựng ấy, thì cô mình sẽ phát một những cái bài tập dạng word form, tức là phải xác định đúng được cái dạng từ ha. Thì như thế này thì nó đại loại là dạng đục lỗ như các bạn thấy thôi. Bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ để làm cho các bạn xem là cái cách cô mình dạy lúc đó như thế nào. Thì bây giờ các bạn nhìn vào cái từ, để tìm cái từ delight nhé. Ok, cô mình dạy từ delight này đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là mình học là dạng động từ của nó là delight somebody, tức là làm cho ai đó, mang lại cho ai đó cái niềm vui đúng không? Xong rồi là cô mình sẽ chỉ cho mình dạng nhân từ là delight, rồi to the delight of somebody, rồi là học cả cụm là take delight in, có nghĩa là be interested in something, rồi là mình sẽ học cả cụm là be delighted by, là được, gọi là có niềm vui từ cái gì đó ha. Và delightful ấy nó có nghĩa là một cái bầu không khí rất là dễ chịu ấy. Tức rồi, vậy thì bây giờ ấy, mình đã học dạng từ rồi, tức là nó hơi rối một tí, là có mình từ gốc của nó là dạng động từ, mình đã học dạng danh từ, học dạng tính từ và hai loại luôn rồi. Thì bây giờ ấy, trong cái bài đục lỗ này mình sẽ điền cái gì nhá. Thì các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn vào cái câu 5 cho mình nè. Câu 5, we had a time singing and chatting with friend at Robbie's wedding. Thì cái dạng gốc của nó là cái từ delight đó, nhưng mà mình phải điền cái dạng nào? Thì có phải là trước cái chữ time này là cái chữ time này là danh từ không? Thì trước nó phải là dạng tính từ. Thì cô mình luôn luôn bảo ấy, khi mà làm những cái bài đục .. này thì phải xác định được cái dạng nằm trong đó là dạng nào. Thì có phải là bây giờ trong cái ô .. này chắc chắn nó là dạng tính từ không? Thì có phải là khi mà các bạn .. là tính từ mà nó lại là danh từ time, thì có phải là một cái gì đó mà nó phải mang cái bầu không khí dễ chịu, vui vẻ không? Thì có phải nó là delightful không? Ok, rồi một lần nữa câu số 6 thì nó cũng là chữ delight, nhưng mà nó sẽ là cái dạng word form nào, tức là cái dạng từ nào? Thì có phải the old woman, cái người đàn bà già đó rất .. khi mà her grandchildren came by for a surprise visit. Thì khi mà cháu của bà ấy đến thăm bà ấy một cách bất ngờ đúng không? Thì có phải là người cảm thấy là vui thì sẽ là delighted không? Thì nó là delighted ha. Ok, thì đại loại ý mình muốn nói ở đây là sau khi mà cô mình phát cho mình một cái list từ vựng, cô mình giải thích rồi, thì cô mình hay giao những cái bài tập là điền word form như thế này. Thì đại loại cái cách học của mình thì mình chỉ việc đem về nhà học một loạt mấy cái này thôi. Nói chung là cô mình giải thích hết rồi, thì mình chỉ việc là nhớ. Và mỗi lần mình nhớ thì mình phải test xem là ví dụ như là cái từ oppose này mình học nó có nghĩa là chống đối rồi, thì dạng danh từ của nó là cái gì? Opponent là người chống đối đúng không? Rồi là opposition là sự chống đối. Rồi là tình dạng tính từ của nó là gì ta? Thì dạng tính từ của nó sẽ là opposing. Rồi cả một cái cụm của nó sẽ là to be opposed to something, to be opposed to somebody đúng không? Là phản đối ai đó. Đại loại là khi mình học thì mình sẽ test là hôm đó cô mình dạy thì sẽ có những cái dạng nào, thì mình sẽ cố nhớ. Ok, đó là cái cách mà mình đã học từ vựng trong quá trình luyện thi đại học. Tiếp đến là phần TOEFL IBT đúng không? Thì TOEFL IBT khi mà mình luyện thì mình cũng đã kể với các bạn là mình dùng cái cuốn mà 400 từ mà các bạn phải biết. Thì mình sẽ để cái từ đó, cái cuốn đó ở đây ha. Ok, thì mình cũng đã share link trên trang Facebook cá nhân của mình rồi. Facebook
cộng đồng của With My, nhưng mà mình sẽ để link ở dưới phần description của cái clip này luôn. Thì mình hay học, mình học bằng cái cuốn này, và như mình đã nói, khi mà sau khi mà mình học thuộc hết từ trong cái cuốn 400 từ này ấy, thì tự nhiên là mình cảm thấy là khả năng đọc tiếng Anh, làm bài đọc hiểu, reading của mình ấy, nó tăng hẳn lên luôn. Nên là mình đã rất là cố gắng học. Và khi mình học cái từ vựng của TOEFL IBT thì mình đã viết ra giấy thôi. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem là mình đã viết ra cái tờ giấy đó để mình học như thế nào. Thì từ vựng trong cái cuốn sách đó ấy, thì mình sẽ viết nó ra như thế này. Thì đại loại mình sẽ lấy một cái tờ giấy, giấy này là giấy đôi đúng không? Mình lấy một giấy đôi ra, xong sau đó một cột ấy, thì mình sẽ viết những cái chữ nó là tiếng Anh, xong sau đó mình sẽ viết cái nghĩa tiếng Việt ở đây. Và mình viết, nói chung là mình cũng xin lỗi các bạn, bắt các bạn phải đọc cái chữ rất là xấu. Nói chung là chữ mình thì cũng không bao giờ là đẹp rồi. Thì đại loại các bạn sẽ thấy là mình sẽ viết tiếng Anh ở bên này, một là sát bên góc trái, và sau đó tiếng Việt sát bên góc phải, hoặc là những cái từ đồng nghĩa mà nó cơ bản hơn. Thì các bạn, ví dụ như là diffusion thì có nghĩa là spread, có nghĩa là lan tỏa đúng không? Thì tại vì cái chữ spread này nó khá là cơ bản nên là mình sẽ viết bằng tiếng Anh. Còn một số từ khác, ví dụ mà nó khó quá thì mình sẽ viết tiếng Việt. Ví dụ như chữ infiltrate chẳng hạn thì mình sẽ ghi là len lỏi vào. Rồi, ok, tại sao các bạn thấy là mình phải viết một góc này, một góc trái, một góc phải? Bởi vì một hồi mình sẽ gấp nó lại như thế này và mình trả bài từ vựng của chính mình. Thì mình sẽ trả bài như thế nào? Mình sẽ nhìn cái nghĩa tiếng Anh, ví dụ như là chữ primitive này, và sau đó mình sẽ nghĩ xem là mình có nhớ cái nghĩa tiếng Việt của nó không. Chữ primitive này nó có nghĩa là nguyên thủy, hoang sơ, ok. Accentuate có nghĩa là gọi là sao nhờ, nhấn mạnh một cái gì đó. Chữ accent trong tiếng Anh đúng không, các bạn hay nghe cái chữ accent, nó có nghĩa là điểm nhấn trong cái phát âm. Thì accentuate này nó có nghĩa là nhấn mạnh cái gì đó. Rồi đến chữ drastically, mình không nhớ thì mình sẽ đánh dấu chấm ở đây. Rồi mình xuống từ tiếp theo, chữ mình viết chữ xấu quá thôi các bạn đừng nhìn. Tiếp tục đến là chữ obliterate, mình cũng không nhớ nghĩa nó là gì, mình sẽ đánh dấu. Rồi move somebody to do something, gọi là làm ai đó, làm chuyển, gọi là chuyển động ai đó, tức không phải chuyển động ai đó, tức là tác động lên ai đó để người ta thực hiện một cái việc gì đó ha. Hoặc là chữ feel moved, cái này là có như một số chữ nó dài quá thì mình sẽ ngó một chút, là feel moved to do something có nghĩa là bị gọi là xúc động quá, xúc động đến mức mà thực hiện một cái việc gì đó ha. Bring about có nghĩa là xảy ra cái gì đó. Thì khi mà mình trả bài hết, mình nhìn từ tiếng Anh và mình nghĩ xem là mình có nhớ nghĩa tiếng Việt không. Những cái từ nào mình không nhớ thì mình sẽ đánh dấu lại, dấu X như thế này. Và sau đó là một hồi ấy, thì mình sẽ sau khi mình đã đánh dấu X rồi thì mình sẽ mở nghĩa tiếng Việt ra. Những cái từ nào mình chưa, hồi nãy mà mình trả bài không được thì mình sẽ học lại. Ví dụ như là obliterate thì nó có nghĩa là destroy, nó là hủy hoại cái gì đó. Drastically nó có nghĩa là một cái sự gọi là nó rất là nguy kịch ha, nó ảnh hưởng một cách ảnh hưởng sâu ha, một cách không được tốt cho lắm. Ok, drastically, severely có nghĩa là ảnh hưởng một cách tiêu cực, ảnh hưởng nặng nề đến cái gì đó. Ok, thì đại loại đó là vậy. Những cái từ trong TOEFL thì nó có phần nó gọi là như thế nào nhỉ? Nó khó hơn những cái từ mà lúc mình học luyện thi đại học. Khi mà luyện thi TOEFL thì những cái từ này nó khá là cao cấp hơn, nên là mình viết tay ra. Bởi vì khi một lần mình viết thì là não của mình nó đã tiếp thu một lần rồi. Và khi mà mình viết như vậy thì nó cũng trở thành công cụ để mình tiếp thu bài rất là tốt luôn. Thì các bạn thấy có nhiều dấu X, có nghĩa là cái từ đó mình chưa thuộc, một hồi mình sẽ phải học lại nè. Nói chung các bạn nhìn xuyên suốt các bạn sẽ thấy có rất nhiều từ có dấu X, có nghĩa là cái chữ đó mà hồi lúc mình trả bài mình chưa thuộc, mình nhớ học lại thì mình sẽ đánh dấu X. Rồi ok, cái gì nữa không nhỉ? Rồi đại loại là các bạn thuộc rồi thì thường khi mà mình thuộc rồi thì mình sẽ lấy cụm cơ mình gom đi. Còn những cái từ nào mà mình cảm thấy chưa thuộc thì mình sẽ vẫn còn để lại dấu X để mình biết là những cái từ đó là từ mình hay quên, và mình sẽ quay lại học. Video clip ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng là cái phần chia sẻ về cái nốt học từ vựng của mình sẽ là một cái nguồn tham khảo có ích cho các bạn khi các bạn đang trên con đường học tiếng Anh. Và các bạn có thể comment ở dưới cái phần bình luận cho mình là mục tiêu học tiếng Anh sắp tới của các bạn là gì. Có thể là luyện thi đại học, hay là luyện thi TOEFL IBT, hay IELTS, hay là muốn giao tiếp tốt hơn, thì các bạn nhớ để lại bình luận để cho mình có thêm nguồn cảm hứng làm các video clip khác nha. Và nếu như các bạn thấy thích video clip này của mình thì đừng quên like, share và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại.